Rồi mình xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa của mình nha Thì đầu clip thì anh em mình cũng có thấy mình test sơ cho anh em mình nghe một đoạn nhạc trên cái cái củ lo bass của Kenwood nha mọi người ha Thì cái dòng này thì mình gọi là cái dòng bass sub luôn rồi ha Thì đầu clip thì mình có test cho anh em mình nghe một đoạn nhạc ngắn á thì cái lo này là cái lo bass rồi nhưng mà mình để bên ngoài thì không thể nào mà nghe được hết những cái tần số của nó ha thì anh em mình muốn hay thì phải cho vào thùng thì mới cảm nhận được cái chất bát của nó đánh ra lực như thế nào với một phần nữa là mình chỉ quay bằng cái điện thoại thôi ha anh em mình ở xa thì anh em mình tham khảo nha thì mình tin chắc rằng anh em mình là người sành chơi thì anh em mình chỉ cần thấy cái lo nó đánh bên ngoài như vậy thôi thì anh em mình đã biết cái chất lượng nó như thế nào rồi ha thì hôm nay mình giới thiệu cho anh em mình là bốn đôi lo bát ra bắt sấp với mười ha nó thì cái dòng này thì mình cứ gọi là dòng bắt sấp đi ha thì nó đánh giải trầm rất là tốt luôn ha em đánh giải trầm trầm rất là tốt luôn thì ở đây mình có tổng cộng là bốn cặp ha thì tình trạng của bốn cặp này thì ở đây có hai cặp về trong tình trạng là một gân ha hai cặp này về trong tình trạng là một gân nha chưa có thay gân còn hai cặp này thì đã được mấy anh tây bên kia thay gân ha đó thì gân này đã được thay bên nước ngoài nha còn hai cặp bên đây á thì À, chưa có thay gân thì anh em nào mà mua trước á, thì mình lấy cặp bên đây ha nó còn anh em nào mà mua sau thì mình sẽ thay gân mình gửi sau ha nó thì nói chung với hàng thì uh, gân một thì thay là chuyện bình thường thôi ha nói chung là cũng không có gì mà đáng lo ngại hết nha thì uh, lo này là được thiết kế là từ kép nha thì hai cái loại này á nó hoàn toàn giống như nhau ha cấu hình con lo nhện lo tất cả mọi thứ đều là giống như nhau hết luôn chỉ là cái này thì nó có cái chụp này thôi còn bên đây là không có nha nó bên đây là không có cái chụp ở ngoài này còn ba cặp bên đây thì nó có cái chụp nha còn tất cả còn lại là y xì nhớ nhau chất âm y chang luôn ha hai loại này là chất âm y chang luôn nó hai ba cặp bên đây và cặp bên đây nè là chất âm giống nhau ha về cái à, kích thước nè và cấu hình và cái à, nói chung là tất cả mọi thứ á, nó giống nhau hết chỉ có điều là nó khác cái đích này thôi nha cho nên đầu clip đó thì mình chỉ test một cái lo bên đây là anh em mình đã cảm nhận được phần nào rồi ha nó thì để mình lấy thước mình đo luôn cái thước cho anh em mình xem nha thì à, đường kính kem nó là 16 cm nha, 16 cm. Anh em nào mà thích độ mấy cái lo súp độ thì liên hệ với mình nha. Còn chiều xéo là 18 cm ha. Nó thì uh, hình thức mua bên mình thì mình sẽ nhận cọc nha, mình sẽ nhận cọc gửi hàng như mươi ha. Nó mấy cái này là còn dơ còn bụi luôn nè ha. Lo thì zin nguyên bản hết nha, nó zin nguyên bản hết đó nha đây chính là màn lo nè ha nó mấy cái này vệ sinh cái là đẹp ken nè à. tại vì cái màn này á là cái màn nó có phủ một cái lớp bóng đó mọi người thì mấy cái này anh em mình chịu khó vệ sinh cái là đẹp len ken ngay ha nó thì đây chính là bộ phận à, cụ lo nè nha nó thì nói chung lo thì zin à, hết ha thì tất cả đều à, à đã được à, một gân ha một gân và có hai cặp đã được thay gân và hiện tại còn hai cặp này chưa ha nó thì có gì thì anh em mình đặt thì mình sẽ thay gân và mình sẽ gửi luôn ha nó anh em nào ưng thì liên hệ chốt sớm nha đó, đây, nói chung lo rất là đẹp nha mọi người ha, rất là đẹp và zin nguyên bản ha. Chỉ có điều là gần theo 5 tháng thì nó mục thôi nè mấy cái gân thì theo năm tháng thì nó sẽ bị lão hóa mọi người giống như cái lớp xe của mình vậy đó ha anh em mình chạy xe thì cái bánh xe nó mòn thì thay thôi ha thì thay thì anh em mình chạy nó an toàn hơn chứ đâu thể nào mà thay thì nó mất giá trị đâu nha mọi người ha thì cái lớp xe thì cái gân này nó cũng dạng như là một cái lớp xe vậy thôi ha nó thì xài thì nó sẽ mòn nó mục thì mình thay cái mới thì nó sẽ chất lượng và nó đảm bảo hơn rất là nhiều ha nó thì anh em mình coi có nhu cầu thì liên hệ với mình nha và bây giờ mình sẽ tiến hành mình báo giá ha thì trước tiên thì để mình quay hết luôn mấy cái cụ lo này cho anh em mình xem nha nói chung thì lo thì tương đối là đẹp ha và dây râu của em nói là nằm bên đây nha dây râu là nằm bên đây ha nó còn bên đây thì họ vẫn làm đối xứng hai sợi luôn nhưng mà hai sợi bên đây họ chỉ làm cho đối xứng thôi ha thì dây râu á đặc biệt á dây rau là vừa dây bạc và vừa là dây đồng luôn ha nọ thì mình thấy nó có bạc và có đồng luôn nha nó và nó có những cái sợi dĩa đi theo cùng dây đâu cho nó dẻo nó đó mọi người thì khi mà người ta làm cân xứng như vậy á, thì cái lo đánh tần số cao quá đánh mạnh á, thì nó sẽ đều của con ha và nó hoạt động ổn định hơn nọ nha thì lo thì zin nguyên bản hết thì à, giá cho mỗi một cặp á, như thế này thì giá là một một à, triệu à, 1 triệu 350 như ha giá là 1 triệu 350 ngàn ha nó thì à, đây chính là cái à, ba à, cặp bên đây ha là 1 triệu 350 còn cặp bên đây là 1 triệu 2 nha thì nó y chang như nhau thôi không khác gì hết trơn á chỉ có điều là nó không có cái đích chụp này thôi nha anh em nào mà không quá cái quan trọng về cái cũ này á thì lấy cặp bên đây giá nó ổn định hơn ha nọ còn ba cặp bên đây thì uh, với tình trạng là thay công hoàn chỉnh là giá là 1 triệu 350 ha còn anh em nào mà có nhu cầu vệ sinh cho nó đẹp đẽ luôn á, thì nói mình mình vệ sinh cho nó đẹp đẽ rồi mình gửi luôn ha còn có nhiều anh em mình khó tính lắm không có chịu mình vệ sinh sẵn nó anh em mình cứ nói để nguyên đó cho anh về anh chơi anh tự vệ sinh anh thích hơn nữa nha thì anh em nào mà mình có nhu cầu như thế nào á, thì nói rõ với mình trước khi mua hàng ha thì mình nếu mà mình làm được thì mình sẽ sẵn sàng làm hết mình để cho phục vụ cho anh em mình nha rồi xong thì clip của mình cũng chỉ tới đây thôi xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của mình ra để xem clip ủng hộ mình nha rồi mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video clip tiếp theo nha rồi mình xin chào và hẹn gặp lại